Sử Di Ghẻ sát hại bé 8 tuổi, bài học đau đớn từ cái chết của trẻ. Thưa quý vị, quay lại sự việc dịp Noel năm ngoái trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người khi nghe thông tin vụ án bé gái VA 8 tuổi chết trong đau đớn sau thời gian dài bị Di Ghẻ đánh đập trước sự chứng kiến của bố. Sau khi bố mẹ ly hôn, bé VA sống cùng Nguyễn Kim Trung Thái và tình nhân Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ròng rã trong thời gian dài, cháu bé bị Di Ghẻ đánh đập, bạo hành, tra tấn dã man. Hầu hết những lần Trang đánh cháu bé đều có sự chứng kiến của bố ruột VA và nhiều lần ông bố còn hợp sức đánh cùng người tình. Rất nhiều lần, bất chấp ngày đêm, Trang hành hạ cô bé hàng giờ đồng hồ, dày đặc trận này đến trận khác, ngày này qua ngày khác. Ác nhân dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập, hành hạ dã man với nhiều cách thức. Có những lần cô ta đánh cháu bé trong tình trạng không mặc quần áo, bắt quỳ gối giơ hai tay, bắt chui vào chuồng chó, nhốt chung với chó. Cô ta còn dùng kéo cắt tóc, lấy khăn trùm đầu để đánh, dập đầu cháu bé. Kinh hoàng nhất vào ngày 11 tháng 12 năm 2021, sau khi bị Trang tra tấn nhiều giờ đồng hồ, cháu bé VA bị chảy máu đầu, được bố đưa đến bệnh viện khâu vết thương. Nhưng ngay chiều hôm đó, VA tiếp tục bị Trang đánh đập bằng cây kim loại là ống nối máy hút bụi. Rồi khi Thái và Trang có việc ra khỏi nhà, vẫn bắt cô bé quỳ gối và giám sát qua camera. Đến tối khi trở về, ngay khi có mặt của Thái, Trang vẫn tiếp tục bắt cháu bé, cởi quần áo và dùng cây kim loại đánh cháu. Ngày xảy ra vụ án, ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang liên tục hành hạ, bắt cháu bé vừa quỳ, vừa học liên tục gần 4 giờ đồng hồ, từ 14 giờ đến hơn 18 giờ. Trong khoảng thời gian này, Trang không cho cháu bé mặc quần áo, sử dụng cây gỗ trụ hình tròn, đường kính 2,2cm, dài gần 1m, đánh liên tục vào người của cháu bé. Mỗi tay này thì đổi sang tay khác, thậm chí đánh đứa bé đến mức đau hết cả tay, Trang còn mang bao tay vào để tiếp tục đánh cháu. Trước đòn thù của Di Ghẻ, cháu bé VA né tránh, liền bị Trang lấy dây nhựa, loại dây rút trói hai tay, hai chân của cháu bé để tiếp tục đánh đập. Khi cháu bé ngã xuống sàn nhà, cô ta dùng hai tay cầm cây gỗ dồn lực đánh liên tục vào mông, vào hông, vào lưng của cháu bé. Hết dùng tay, Trang chuyển sang dùng chân đánh khắp các bộ phận cơ thể của cháu, nhằm cả vào vùng kín. Nỗi đau mà đứa bé xa mẹ phải chịu đựng chỉ dừng lại khi cháu qua đời vào chiều tối ngày 22 tháng 12 năm 2021, khi không khí Noel đang ngập tràn mọi nơi. Cái ác của cô gái trẻ và người bố ruột làm nhiều người phẫn nộ. Dư luận mong chờ hai kẻ ác nhân được đưa ra xét xử với bản án thích đáng nhất. Nhưng dù có bản án nào tuyên đi nữa, thì sự ra đi của bé gái 8 tuổi là một bài học cho tất cả mọi người. Bài học lớn nhất nằm ở mối quan hệ gia đình, trách nhiệm của người cha, người mẹ đối với đứa con, dù trong hoàn cảnh nào. Ở sự việc này, trách nhiệm lớn nhất thuộc về ông bố Nguyễn Kim Trung Thái, với một chuỗi hành vi gây tổn hại đến gia đình, con cái. Có vợ con, nhưng người đàn ông này sống buông thả, quan hệ ngoài luồng. Khi hôn nhân đổ vỡ, anh ta giành nuôi con, ngăn cản vợ cũ qua lại thăm con, đẩy con gái vào hoàn cảnh sống không bằng chết dưới sự vô cảm của mình và đòn thù của tình nhân. Hình ảnh bé VA nguy kịch được đưa vào phòng cấp cứu, còn ông bố ngồi bên ngoài vào điện thoại xóa hết dữ liệu camera trong căn hộ để bảo vệ người tình, làm rụng rời cả những trái tim sắt đá nhất. Khó có lời nào biện hộ cho Di Ghẻ Quỳnh Trang, đó cũng là bài học về đạo đức và lối sống cho nhiều cô gái. Cô gái trẻ, xinh đẹp, luôn nói chuyện đạo đức, cặp kè với người đàn ông đã có gia đình, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, sống không hôn thú và điên loạn, tàn ác tận cùng với một đứa trẻ. Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người, cần cân nhắc khi bước vào mối quan hệ với người đã có gia đình, có con riêng. Cũng như bé VA, không ít đứa trẻ mất mạng hay đang sống trong cảnh đọa đày khổ sở vì mẹ kế, bố dượng. Vết đòn roi trên cơ thể của bé VA có lẽ không đáng sợ bằng vết thương trong lòng cô bé. Thời gian dài cô bé sống trong cảnh bị tra tấn, hắt hủi mà không một ai hay biết. Trước khi qua đời, tính ra đã một năm bé không được gặp mẹ. Bé ra đi trong tuổi hờn, thiếu tình cha và thiếu cả hơi của mẹ.
Sự việc là lời cảnh tỉnh với những bậc làm bố làm mẹ về quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con, kể cả sau ly hôn. Ngoài khuôn khổ mối quan hệ gia đình, sự việc là bài học cho tất cả chúng ta trong mối quan hệ làng xóm, thầy trò, cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý, bảo vệ trẻ em. Có khi sát nhà bên cạnh, nhưng có thể chúng ta đã bỏ qua tiếng khóc của một đứa trẻ, bỏ qua hình ảnh cô bé đêm hôm lầm lũi đi đổ rác. Ở trường học, thầy cô đã không phát hiện kịp thời những bất thường của học trò. Sau sự việc, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại quận Bình Thạnh, địa bàn xảy ra sự việc. Các cơ quan chức năng chỉ ra khó khăn trong việc quản lý, tiếp cận trẻ em tại các khu chung cư, nhất là chung cư cao cấp với khả năng khép kín cao. Trẻ em chưa có khả năng tự vệ, có thể đang được bao bọc bởi những thứ lung linh nhất, nhưng có thể bên trong đó lại là những nỗi kinh hoàng. Cũng như hình ảnh săn chảnh của cặp đôi Trung Thái Quỳnh Trang sống trong một căn hộ cao cấp, cảnh con riêng ôm hôn nhân tình của bố được chia sẻ trên mạng. Chiếc áo đẹp bên ngoài có thể đang che đậy những cây kim bên trong.